Chào anh chị nhá, review cho anh chị một cái căn nhà 4 tầng xây độc lập đây. Đây là căn nhà anh chị nhá. Nói đến một căn nhà phân khúc cao là 5 tỷ 6 thì tiêu chuẩn của một căn nhà là bao gồm là sân cổng, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, sân sau, phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi, ban công, vân vân. Vậy thì anh chị em chúng ta hãy kiểm tra xem cái căn này với phân khúc trên 6 tỷ nó gồm những cái gì nhá. Đầu tiên là anh chị nhìn thấy trên màn hình đó là phòng khách đây anh chị này. Đấy. Căn này thông số như sau này, với 63m2 4 tầng hướng Tây tứ trạch. Đấy. Mặt tiền là 4m, hơn 4m anh chị nhá, 4m35. Đây cực đẹp luôn, đây phòng khách đây anh chị này. Phòng khách thì thiết kế là gạch vân đá màu trắng sữa nhá. Tạo điểm nhấn bo viền rất là đẹp. Đấy, đây là phòng khách. Vách tivi tạo điểm nhấn cực đẹp luôn anh chị này. Anh chị nhìn thấy trên màn hình. Tiếp theo đó là anh chị nhìn lên trần và đèn trần bo viền, đèn led cực led luôn anh chị nhá. Và phần phía sofa được tạo điểm nhấn là ô chiếu đèn và treo tranh ảnh cực đẹp luôn, để rượu để đồ rất là đẹp. Từ phòng khách mình qua hệ thống cầu thang, chia căn nhà thành hai phía, phía trước và phía sau của căn nhà. Cầu thang thì thiết kế là đá trắng, đốm cổ trắng, cổ đen rất là đẹp anh chị này. Đấy. Cầu thang tay gỗ, kính cường lực, khá là đẹp long lanh luôn này. Đấy. Cầu thang thiết kế tạo điểm nhấn cực kỳ ok luôn anh chị này. Với căn nhà là 63m2, hơn 6 tỷ. Đây về phía không gian của phía trong của căn nhà là căn bếp đây. Thì căn bếp anh chị nhìn thấy là thiết kế khá là sang trọng, đẳng cấp. Lên rồi là tường gạch ốp lên tới trần anh chị nhé. Phần không gian dưới gầm cầu thang rất là rộng anh chị này. Đấy. Và để tủ lạnh đủ kích cỡ, thiết kế rất rộng. Căn bếp thiết kế anh chị thấy tạo điểm nhấn của màu vân gỗ, màu ghi, kết hợp với màu đen, kết hợp với màu trắng cực đẹp luôn này. Căn bếp thiết kế hình chữ L. Và sau căn bếp là khoảng không gian lấy gió lấy sáng, người ta gọi là giếng trời sân sau. Thiết kế kết hợp với nhà vệ sinh luôn. Đứng trong không gian bếp anh chị nhìn thấy điểm nhấn của lối lên cầu thang. Không gian bếp thiết kế là vách để rượu để đồ trang trí. Đây là phía sau của căn nhà đây. Chi tiết không gian của bếp đây anh chị này. Đẹp long lanh luôn bếp đây. Rất ấn tượng. Căn bếp khỏi phải nghĩ luôn. Thiết kế cực đẹp, cực chất lượng nha. Anh chị nhìn qua hình ảnh anh chị thấy. Với phân khúc là trên 6 tỷ, 63m2, 4 tầng xây độc lập. Mặt tiền hơn 4m, 4m35. Đây là đứng sân sau của căn nhà. Nhìn ra phòng bếp, nhìn ra phòng khách anh chị này. Đó. Đây là phía sân sau này anh chị này. Tạo điểm nhấn là bằng bức tranh ghép gạch cực đẹp luôn. Còn đây là không gian vệ sinh phía sau căn nhà đây anh chị này. Đấy, cực đẹp. Đây mình đang đứng ở phía sân sau này. Sân sau thì có cái sân sau, có cái nhà vệ sinh đây anh chị này. Cái sân sau này mục đích là lấy gió lấy sáng từ phía không gian của sau nhà này. Đấy, tạo không gian thoáng, lấy không khí trong lành, lấy khí tươi, lấy gió này. Đấy, và tạo cái điểm hút mùi, đẩy gió, hút gió cực đẹp luôn anh chị nhé. Đây là không gian của tầng 1 anh chị nhìn thấy qua hình ảnh. Tầng 1 điểm này cho anh chị là gồm có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, sân sau. Đấy, thiết kế cực kỳ long lanh ấn tượng đây anh chị này. Bây giờ anh chị em chúng ta lên trên các tầng tiếp theo review cho anh chị. Đây mình đứng trên cầu thang, nhìn xuống phòng khách, nhìn xuống không gian bếp và lối lên tầng trên thì thiết kế cầu thang cực kỳ ấn tượng, tạo điểm nhấn khá là ok anh chị nhé. Hệ thống đèn rồi là công năng thì về cơ bản anh chị không phải nghĩ. Khi lên trên tầng 2 thì thiết kế thì công năng như sau. Vì ở dưới là tầng 1 là thiết kế không gian bếp và gara ô tô, thì trên tầng 2 sẽ thiết kế không gian là phòng ngủ, nhà vệ sinh phía trước căn nhà. Và phía sau của căn nhà là thiết kế phòng khách anh chị nhé. Đây là phòng khách anh chị này. Phòng khách được thiết kế là bởi vách ngăn kính cường lực, trong suốt, nhìn cực đẹp.
anh chị nhìn thấy nào, đấy, đây chính là phòng khách này. Review cho anh chị chi tiết phòng khách từ trần cho đến đèn, cho đến đèn trần, cho đến vách, cho đến kệ tivi, cho đến đá, thì combo đồng bộ cực đẹp, cực tiêu chuẩn anh chị nha. Đây mình đang đứng giữa trung tâm của phòng khách tầng 2, mình sẽ review cho anh chị một loạt. Đây chính là vách tivi này. Vách tivi tạo điểm nhấn giữa màu gỗ và màu vân đá cực đẹp luôn này. Đầy đủ công năng cho một cái kệ tivi to kích cỡ khác nhau và thiết kế sát trần. Đây. Phía bên trong cuối cùng là khoảng không gian thiết kế màu xanh ấn tượng của giếng trời. Đây. Lấy gió, lấy sáng, lấy không khí, có thiết kế rèm che chắn đuổi muỗi, lấy gió, lấy sáng và thiết kế cả kính cường lực rồi anh chị nhá. Và phía sau đó chính là thiết kế vách tivi. Và có thiết kế là vách ốp, kê salon, cực đẹp luôn anh chị này. Hệ thống trần, bo trần, anh chị nhìn chi tiết từ đèn led cho đến bo trần, viền trần cực long lanh luôn anh chị này. Bây giờ anh chị sẽ kiểm tra xem là cái giếng trời của cái phòng khách nó như nào. Đây là giếng trời đó của phòng khách này, cửa kính anh chị này. Cửa kính này. Cửa kính cực led luôn, nhìn không gian của giếng trời rất ấn tượng anh chị. Phòng khách, đây là một phòng khách tạo điểm nhấn khá đặc biệt của căn nhà. Lung linh anh chị nhá, mua nhà đón Tết. Từ không gian của phòng khách anh chị sẽ qua nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung này thì thiết kế thì đầy đủ công năng như là đèn sưởi, đèn sưởi anh chị nhá, đèn sưởi, đèn sưởi đây anh chị này. Đèn sưởi, bồn tắm kính, giá treo, bệt, bồn rửa mặt, gương cảm ứng. Gạch thì thiết kế tạo điểm nhấn rất là đẹp. Thiết kế gạch vân đá kết hợp mấy màu đen, ốp lên tận trần cực long lanh luôn. Cửa nhôm kính anh chị nhá. Còn cửa thông phòng là màu gỗ cực đẹp luôn. Tạo hệ thống hút gió âm trần long lanh luôn anh chị ạ. Thế phòng vệ sinh đầy đủ công năng nhé. Qua phòng vệ sinh là vào tới không gian của phòng ngủ phía trước căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Từ không gian phòng khách qua hệ thống cầu thang qua và nhà vệ sinh thì tới cái phòng ngủ phía trước của căn nhà đây anh chị này. Thì sơn màu trắng sữa, gạch lền vân gỗ này anh chị này. Cái căn này thì là mặt thoáng của nó là 4m35, thì thiết kế cửa nhôm kính mở rộng và đã thiết kế rèm màu tím trung thủy rất là đẹp anh chị nhé. Trần vuông, đèn khe trần là ánh nắng mặt trời cũng khá là ấn tượng, cũng thiết kế đầy đủ công năng như là vách tivi, đầu giường, thiết kế đầy đủ rồi anh chị nhé, khá là ok. Giờ review cho anh chị phía ban công của phòng ngủ. Đây là phòng ngủ ở tầng 2 nhé. Đây là ra ban công. Ban công khá là đẹp long lanh anh chị này. Ban công thì cũng đã thiết kế đèn lan can, đầy đủ công năng luôn anh chị này. Cửa nhôm kính này, anh chị nhìn thấy vách tạo điểm nhấn của đèn trần đây, long lanh chưa anh chị? Anh chị nhìn thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn anh chị nhá. Điểm lại cho anh chị ở tầng 2 là gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh chung. Với công năng thiết kế cực kỳ ấn tượng anh chị nhá. Bây giờ mình lên review cho anh chị ở tầng 3. Từ không gian của tầng 2 theo hệ thống lối hành lang cầu thang thì cầu thang anh chị cũng nhìn thấy là tạo điểm nhấn cực kỳ ấn tượng, từ gạch ốp cho đến tay vịn cầu thang cho đến kính cường lực. Từ tầng 2 mình lên trên tầng 3 thì đây chính là tầng 3 anh chị này. Tầng 3 thì thiết kế thì về công năng thì là có nhà vệ sinh chung, phòng ngủ phía trước của căn nhà và phòng ngủ phía sau của căn nhà đây anh chị này. Thì phòng ngủ phía trước và phía sau đều thiết kế là vệ sinh khép kín anh chị nhé. Giờ sẽ review từng phòng một cho anh chị xem. Cửa thông phòng thì màu vân gỗ cực đẹp. Bây giờ mình vào cái phòng ngủ phía cuối của tầng 3. Thì trước khi vào phòng ngủ thì anh chị sẽ nhìn thấy cái hệ thống nhà vệ sinh, thiết kế cửa nhôm kính, gạch ốp từ chân
cho đến cổ trần, kết hợp giữa màu trắng vân đá kết hợp với màu sẫm tạo điểm nhấn rất là đẹp, và thiết kế khoang để đồ, hút mùi, hệ thống hút mùi cực kỳ ok, gương vòi sen đầy đủ, bệt bồn rửa mặt khá là long lanh anh chị nhé, cửa nhôm kính anh chị ạ. Đó, và qua cái nhà vệ sinh ấy thì là tới phòng ngủ. Phòng ngủ thì thiết kế là có cửa sổ lấy gió lấy ánh sáng từ phía giếng trời, trần vuông, đèn led sơn màu trắng sữa cực long lanh, nền màu vân gỗ, tạo điểm nhấn không gian ấm áp. Phòng khá là rộng rãi, đầy đủ công năng như là kệ đầu giường, vách treo tivi, ok cho anh chị. Đó, từ phòng ngủ phía sau của căn nhà anh chị sẽ qua phòng ngủ phía trước của căn nhà. Trước khi qua phòng ngủ phía trước của căn nhà thì anh chị sẽ qua cái hệ thống nhà vệ sinh của tầng 3. Thì thiết kế về cơ bản thì cũng đầy đủ công năng như là gạch thì ốp thì kết hợp giữa hai màu là sáng tối, gạch vân đá, bệt bồn cầu, bồn vệ sinh, gương cảm ứng đầy đủ anh chị nhé. Sen chùm, sen đơn, giá treo khăn, cửa nhôm kính cực long lanh luôn anh chị. Qua nhà vệ sinh là tới phòng ngủ phía trước của căn nhà. Phòng ngủ phía trước của căn nhà thì khá là rộng rãi, cũng thiết kế rèm ban công đầy đủ anh chị nhé. Gạch màu lèn vân gỗ, tường sơn trắng sữa, bo trần vuông, đèn led màu vàng và đèn led màu trắng tạo điểm nhấn cho không gian sang trọng đẳng cấp đây. Vách tivi, hệ thống trò điều hòa đầy đủ cả. Vách đầu giường khá rộng rãi, đây là phòng ngủ cũng khá tương đối là đẹp. Đây là ban công trên tầng 3 của phòng ngủ anh chị này. Cửa nhôm kính mở rộng, đã thiết kế rèm, đèn trần của ban công cực long lanh tạo điểm nhấn với thiết kế sáng tối của màu cà phê, đèn tròn cực đẹp luôn anh chị nhé. Đây chính là không gian của phòng ngủ trên tầng 3, cực kỳ lung linh luôn anh chị ạ. Tầng 3 điểm lại cho anh chị như sau, gồm có hai phòng ngủ, phòng ngủ phía trước và phía sau của căn nhà đầy đủ ánh sáng và không gian vệ sinh chung. Đây review cho anh chị lại một lần nữa đây, anh chị nhìn xem đây, khá là đẹp long lanh luôn anh chị nha. Bây giờ anh chị sẽ lên trên tầng 4 xem công năng thiết kế cụ thể ra sao. Từ tầng 3 của căn nhà mình lên trên tầng 4. Anh chị này, lên trên tầng 4 mình xem thiết kế công năng của căn nhà này như thế nào anh chị nha. Đây là không gian của tầng 4. Thì trước khi lên thì mình nhìn thấy một cái giếng trời lấy sáng lấy gió cho hệ thống cầu thang và có cửa sổ phía trước phía sau của căn nhà đây. Thiết kế giá đỡ kính cường lực ở trên vòm lấy ánh sáng của giếng trời khá là ok như chị nhé. Giờ sẽ lên trên tầng 4 xem cụ thể như nào. Đây, bây giờ mình từ tầng 3 mình lên trên tầng 4 này anh chị này. Không gian tầng 4 được thiết kế như sau. Phía trước là phòng thờ và kho và ban công. Phía sau chính là một cái sân phơi anh chị nhé, cực đẹp cực long lanh luôn đây anh chị này. Giờ sẽ đi vào từng phần một cho anh chị. Khi lên trên tầng 4 thì anh chị sẽ qua một cái phòng thờ, thì anh chị sẽ qua là một cái phòng kho. Ở đây thì gạch thì thiết kế vân gỗ màu sáng kết hợp với sơn màu trắng sữa, trần trơn, có cửa sổ lấy gió lấy sáng của phòng kho, cũng có thể là làm phòng thờ nhỏ cũng được. Và cửa là cửa nhôm kính anh chị nhé. Từ phía phòng kho đấy mình qua cái phòng thờ thì anh chị nhìn thấy cửa thông phòng thiết kế màu vân gỗ cực đẹp chất lượng. Đây chính là phòng thờ anh chị này. Không gian của phòng thờ thì thiết kế là rất là ấm cúng, có ban công, có rèm sơn màu trắng sữa, đầy đủ công năng, có ban công anh chị nhé. Đây mình đang đứng ở trong không gian của phòng thờ đây anh chị. Phòng thờ thì đã thiết kế rèm và cửa và hướng ra ban công. Đây chính là ban công của căn nhà đây anh chị này. Rồi, ban công trên tầng 4 đây, ban công đây. Thiết kế cực đẹp luôn anh chị đây. Trần của ban công đây. Thiết kế màu vân gỗ cực đẹp đây. Đèn tròn, cửa nhôm kính. Thiết kế cho phòng thờ đây anh chị này. Đây là một khoảng không gian thờ cũng rất ấm cúng,
và rất là đặc biệt của ngôi nhà đây. Đây là phòng thờ anh chị nhé, cực long lanh luôn đó. Từ không gian của phòng thờ qua phòng kho, anh chị sẽ tới không gian cuối cùng của căn nhà, đó chính là sân phơi. Đấy. Đấy, qua phòng thờ, qua phòng kho, anh chị sẽ tới cái sân phơi. Sân phơi này khá là rộng. Đấy. Đã thiết kế hàng rào mắt cáo, lấy ánh sáng, lấy gió bằng tôn trong. Đấy. Anh chị có thể về thiết kế thêm, nhưng cái sân này rất là rộng. Thiết kế gạch ốp rồi từ len rất là sạch và chống trơn. Cửa là cửa sắt anh chị nhé, có ốp kính, cửa sắt ốp kính anh chị. Đấy, làm khá tiêu chuẩn và chất lượng anh chị nhé, mọi thứ chi tiết đều rất ok anh chị ạ. Đây là cái sân phơi. Đấy, đây là sân phơi của căn nhà đây anh chị này. Sân phơi khá là rộng, ở đây anh chị có thể nuôi chim, chơi cây cảnh, ngoài cái chức năng là phòng giặt sân phơi. Đấy, và cũng có thể là nơi mà anh chị uống cà phê. Nhưng ở căn nhà này thì có 3 ban công, anh chị tầng nào anh chị cũng có nơi để anh chị ngắm ra phía trước, view phía trước và uống cà phê anh chị nhé. Điểm lại cho anh chị, trên tầng 4 của căn nhà là gồm có phòng thờ, phòng kho và sân phơi và ban công anh chị nhé. Đấy là review cho anh chị một căn nhà dựa theo công năng của một căn nhà. Thì điểm lại cho anh chị, với công năng của căn nhà này thì có là gara, phòng khách, phòng bếp, sân sau và 3 phòng ngủ anh chị nhé. 3 phòng ngủ và phòng thờ, phòng kho, sân phơi, 3 ban công. Thông tin chi tiết anh chị có thể xem qua video, nhưng mà thông tin cung cấp cho anh chị cụ thể như sau: 63m², 4 tầng xây độc lập, ngang 4m35, đường 5m anh chị nhé, 4 tầng. Dựa trên công năng mình trao đổi thì anh chị có thể thấy là căn này đầy đủ công năng. Mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ với anh Minh 0388832303 hoặc là 0988860616. Anh Minh, sàn Alo Nhà Đất 365. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.